chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh của JK Audio âm thanh số. Và ngày hôm nay trên tay em là đơn của anh Mai Xuân Trường, anh ở Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đầu tiên trong video này thì chúng em đang lên một cấu hình combo với cặp loa cây Bass 40. Nên là với cấu hình combo này là sẽ phù hợp với không gian rất rộng, có thể đánh được ngoài sân vườn. Em cũng xin thay mặt tập thể công ty JK xin gửi lời cảm ơn đến anh Xuân Trường và toàn thể các bác anh em đã yêu mến ủng hộ JK chúng em. Và cấu hình combo này anh Xuân Trường chia sẻ là anh đã theo dõi khá là lâu bên JK, rất là yêu thích cái dòng loa cây, đặc biệt là mẫu cây 40 thì anh có nhu cầu hát là karaoke với tần suất lớn, hoạt động với không gian rộng và hay hát vào những chiều thứ bảy và chủ nhật. Và đây em sẽ điểm qua những cái điểm nổi bật chi tiết của cặp loa C15 Pro này để anh Trường và toàn thể các anh em tìm hiểu thêm về sản phẩm này. Cặp loa này có chiều cao là 1m2, em sẽ nói với cái thông số dễ hiểu nhé, và chiều cao là 48. Như chúng em đã chia sẻ với rất nhiều clip, đây là một trong những đôi loa công suất lớn nên là được thiết kế với một con Bass 40 phía dưới trung tâm ở đây sẽ đánh ra với công suất khai thác mắc là 800W. Đi kèm với nó là hệ thống chung. Em nhấn mạnh là dòng loa C15 này có 6 chung ạ. 3 loa trung trầm và 3 loa trung cao sẽ thể hiện đầy đủ tất cả những chi tiết và âm sắc chân thực nhất. Và khi chúng ta hát karaoke thì cái tín mic chúng ta hát vào nó sẽ rất là vang và bỏ tốt. Và kết hợp với hệ thống đẩy cao cấp thì sẽ cho ra những cái bản karaoke rất chuyên nghiệp. Ấn tượng nhất là mẫu này được thiết kế một con chép đầu đàn hỏa tiện với màn guitar, tiếng len keng lách cách ở dưới đạt tần số siêu cao, vượt qua cái ngưỡng 20kHz là dưới đạt tần số rất là cao ạ. Chưa hết đâu, với dòng này thì các anh em sẽ có thêm một cái chép ở phía sau. Để tổng là cho cặp loa này chúng ta sẽ có một cái thiết kế đồng loa 9 vàng lớn bé khác nhau, thiết kế thêm 2 lỗ thông hơi phía sau ạ. Màu của nó các em có thể nhìn đây là màu vân gỗ tự nhiên, dễ phối ghép, phù hợp với nhiều không gian gia đình của chúng ta. Nhất là các anh em nào mận mộc yêu thích đồ gỗ trong nhà thì cặp loa này là một cặp loa xứng đáng như ta lựa chọn. Có phải màu đen rất là hợp với những cái mệnh như vậy. Em đã ghép cho anh Xuân Trường với một chiếc đẩy liên vang X22 Pro DAC Limental. Đây là một trong những chiếc đẩy tối ưu tốt về cái cách vận hành sử dụng. Nó có khả năng đưa ra công suất maximum 1000W một cây, đáp ứng với những dòng loa công suất lớn. Và nói về cái chế độ hát karaoke thì nó có 6 chế độ người dùng khác nhau, các em có thể tùy chọn theo cái sự căn chỉnh của kỹ thuật viên bên JK cùng nghe. Có kết nối Bluetooth, có cổng quang, có USB và nó sử dụng là chip DSP nên là cái việc và cái tốc độ xử lý file nhạc rất là nhanh ạ, tích hợp giải mã đi kèm. Hiệu năng tản nhiệt tốt giúp cho con đẩy hoạt động bền bỉ trong nhiều giờ đồng hồ, đáp ứng được cái nhu cầu của anh Xuân Trường là hát karaoke và nghe ngọc bằng tiếng. Bên trên là bộ mic không dây 321, trên tay em đây là hai tay mic có cái màu vàng gold rất sang trọng. Bộ mic này được thiết kế với 4 dâu sóng quẹt, bước sóng UHF tốt, các em có thể đi khoảng cách vài trăm mét vẫn hát karaoke không bị rớt sóng, và có tính năng là tiết kiệm pin, đặt xuống là tự động ngắt. Có cả tính năng nổi bật nhất là tính năng khóa trẻ em, sẽ giảm đi cái việc mà bị loạn tần số. Tổng cấu hình combo này với 3 thiết bị đồng bộ thương hiệu Inwood, chúng em phối ghép đã căn chỉnh trước khi gửi đi cho anh Trường. Và cái sự phối ghép đồng bộ này nó có một cái sự tương thích lớn lên đến 99% về cái tương thích giữa các thiết bị với nhau, nên là cái việc chúng ta khai thác nghe nhạc này, khai thác về hát karaoke và những bản nhạc mạnh như em đang ghép đây rất tốt. Và em sẽ đi vào thực tế luôn, xin gửi đến anh Trường toàn thể các anh em bản nhạc ghép DJ và những bản ghép karaoke trên tối như combo này nhé. Đừng đo
Các em thấy sao về cấu hình combo này khi anh Xuân Trường đã lựa chọn và bên Zika cuối ghét? Có thể để lại bình luận và comment ở bên dưới video này nhé. Và link chi tiết của các sản phẩm chúng em để ở phần mô tả video. Em sẽ khép lại video đây. Xin gửi lời cảm ơn các anh em đã theo dõi video của anh em nhé. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh em rất là nhiều.